Dạ, tại vì cái mẫu người của em á là cao, trắng, ốm với lạnh lùng là cái theo cái gu của em luôn, thì anh này là y xì. Đúng gu luôn, Dạ, đúng gu luôn. đúng. Rồi hẹn hò là mua một bịch bánh tráng trộn 5.000 trước cổng trường sư phạm đó, xong ra công viên tao đàn vừa nói chuyện hết buổi rồi đó. Ăn cơm là mua hộp cơm 10.000, hai đứa ăn đâu có đủ no. Thế là phải mua thêm 2.000 cơm thêm với 3.000 đồ ăn. Tính ra là Năm khoảng số mấy? 3 năm rồi thì khoảng cỡ 2 lần á. Cái gì? 3 năm hả? Sao mày không té ghế đi? 3 năm 2 lần kìa. Sao 3 năm 2 lần là sao? Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp vợ chồng son thứ hai. À, xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Đức Phú. Em là người họa sĩ và em đang làm tại cho tập đoàn Vingroup. Phú này bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 28. 28. Thế còn em? Dạ, em tên là Thảo. Em hiện tại là em nội trợ, em 27 tuổi ạ. Phú với Thảo là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau từ rất là lâu, từ hồi họ cấp 3. Thì lúc đó sớm của em á có một bé học chung lớp với Thảo. Thì lúc đó em chỉ quen với bé đó thôi. Bé đó lại chơi thân với lại nhóm của bạn Thảo. Thì có một lần tụi em chung với nhau nói chuyện rồi em có chơi trò bói toán với lại Thảo. Nhưng mà lúc đó lần đầu tiên em gặp Thảo thì như thế nào? Thời điểm đó là không hề có tẩm tên gì. Cô bé Thảo này lúc đó là đen đen rồi mũi to to mà tóc thì xoăn xoăn. Mà là lớp phó tập nên lúc nào cũng cầm cái sổ âm khè kẹ người. Thế còn Thảo thì sao? Thảo nhìn thấy anh chàng này có ấn tượng về chiều cao của anh không? Dạ, tại vì cái mẫu người của em á là cao, trắng, ốm với lạnh lùng là cái theo cái gu của em luôn, thì anh này là y xì. Đúng gu luôn. Đúng gu luôn. Đúng gu nhưng mà lại không có thớt. Ý là nhìn ảnh thì có cảm giác là nếu bây giờ mình lại mình nói với ảnh sau này ảnh là chồng mình thì ảnh có tin không ta? Tự nhiên em cứ có cái trực giác đó. Dạ. Cái trực giác em tự nhiên em nghĩ đến cái điều đó. Dạ, em cứ muốn nói câu đó gì đó nhưng mà mình nghĩ vớ vẩn không có đâu. Rồi sau đó thì làm sao mà hai đứa quen nhau được? Dạ, sau đó là tụi em không liên lạc gì hết. Ảnh ra trường là mất liên lạc luôn. Em thì em vô Sài Gòn em học, còn ảnh thì học cao đẳng ở quê. Rồi Tết 2010 á là em đang buồn người yêu của em lúc đó. Thế là em cùng gia đình em đi chùa. Đang đi cùng gia đình thì nghe đứa em của em kêu hello hello người nước ngoài kìa. Cái em nhìn qua em thấy ảnh. Hồi đó ảnh cao, ảnh ốm, cái ảnh làm người mẫu, ảnh sửa soạn bản thân ảnh ghê lắm, nhìn ảnh giống tay thiệt. Xong cái em nhìn nó ủa sao cái anh này quen quen ta. Xong em cố tình em đi em lạng quay lại coi ảnh có nhận ra mình không. Xong kiểu nhận ra bắt chuyện rồi xong lấy số điện thoại. Rồi khi có điện thoại thì sau đó là ai chủ động coi như nhắn tin liên hệ nhiều nhất? Dạ, em chủ động. Mà cũng lo lắm, 6 tháng sau thì mới bắt đầu liên lạc. Em thất tình, em định xóa trên bạ luôn. Em xóa, 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 tự nhiên tới cái tên của ảnh cái khựng lại không xóa nữa. Xong mới tự nhiên cái hỏi là anh có còn xài cái số này không, phải anh Phú không? Cái ảnh nhắn lại. Thế là nói chuyện vậy luôn. Là duyên đó em, tự nhiên tới chỗ đó cái ai chặn mình lại liền á. Tơ bà Nguyệt á. Lúc đó giờ em là học văn. Mà cũng là học sinh giỏi của bên văn đó, nói chuyện câu cú rất là hay. Rồi em thì dân vẽ, nó thích mấy cái chuyện mà văn vẽ hay đó. Nói chuyện qua nói chuyện lại thấy hợp. Nhưng mà hồi đó em không có tình cảm với ảnh nhiều. Em chưa có. Tới đã quen nhau mấy năm em mới sâu đậm với ảnh á. Vậy đó hả? Có nghĩa là em đặt quá nhiều niềm tin vào cái mối tình thời đại học của em á. Nên sau khi chia tay gần như là em bị trầm cảm luôn. Xong rồi có ảnh thì ảnh nói ảnh yêu mình đồ vậy thì mình biết vậy thôi chứ mình không có muốn dính vô. Xong mà anh này cũng hay lắm, lừa dối. Em cứ ngỡ nghi nhớ từ người yêu cũ thì nên em chưa thể quên. Anh sẵn sàng, anh chờ, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Cuối cùng có tầm gần một năm như vậy á thì mới bắt đầu anh thấy mình hơi lung lay rồi. Xong nắm chặt tay, bây giờ anh không thể chờ được nữa, em phải trả lời anh đi, anh không thể chấp nhận cái tình yêu thế này rồi nè, ép em phải trả lời liền vậy đó. Thế là em khóc quá trời, tự nhiên đùng một cái bắt mình trả lời. Thế là em ngồi em khóc trước mặt ba mẹ em á. Ba má giờ cũng phải làm sao, ý là người cũ con chưa quên được mà bắt đầu vậy đây thì con thấy có lỗi quá. Xong ba má nói là khuyên là nên chọn ảnh, đã chọn người trước thì thấy mình khổ quá. Thế là em bắt đầu tình cảm với ảnh nhưng mà ban đầu là em phải công nhận là ảnh vị tha với em nhiều. Nhưng mà lúc đó là em là đang ở đâu? Lúc đó là em đang vô Sài Gòn. Lúc quen nhau là ảnh vô Sài Gòn, mà hồi đó là ảnh quỳ ba mẹ, xin ba mẹ vô luôn á, tại vì ba mẹ đâu có muốn con cái đi xa, ảnh con một, ba mẹ cưng lắm. Vô là góp tiền mua được chiếc xe đạp, mà xe đạp cà tàng nữa đó. Mỗi lần chở em đi là cái mông em trượt qua trượt lại, ngồi không được luôn á, muốn mặc đồ đẹp đi hẹn hò cũng không dám mặc nữa, tại vì ngồi đâu có được đâu.
Rồi hẹn hò là mua một bịch bánh tráng trộn 5.000 trước cổng trường sư phạm đó. Xong ra công viên tao đàn vừa nói chuyện hết buổi rồi đó. Ăn cơm là mua hộp cơm 10.000, hai đứa ăn đâu có đủ no. Thế là phải mua thêm 2.000 cơm thêm với 3.000 đồ ăn thành hộp cơm 15.000. Xong rồi đạp ra bờ kè ngay dưới cầu Nguyễn Văn Cử, ngồi múc ăn ngon em, ngon no, ngon no. Rồi treo nhẫn cỏ rồi cho nhau như kiểu phim Hàn vậy đó. Nhưng mà đẹp quá đúng không? Nhưng mà cái thời gian đó là kéo dài bao lâu? Dạ, tính ra là tới khi em ra trường luôn á chứ. Có bây giờ vì cái hoàn cảnh mình nó khó khăn quá như vậy mà tụi em có ý định là chia tay nhau hoặc là cãi nhau tới mức mà phải chia tay không? Dạ có, không có thời điểm mà vì cái hoàn cảnh công việc mà em cảm thấy là sức ép luôn. Cái cảm giác như là hơi mịt mù về tương lai. Không biết là định hình tương lai công việc mình thế nào, liệu mình có thể lo nổi cho cuộc sống bản thân sau này là thêm vợ mình đi không. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay với ảnh nghèo hết á. Bởi vì em nhìn vô con người này, em tin là một ngày nào đó ảnh sẽ biết cách biến chiếc xe đạp thành chiếc xe hơi. Em không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà em vấn đề là cái tính cách của ảnh. Bởi vì ảnh là con một trong gia đình á, nên ảnh được cưng chiều rất là nhiều, mọi thứ là giống như được bao bọc hết, cho nên gọi là biết mình chứ không biết người ta. Rồi còn thích thể hiện ta đây nữa, kiểu như mình quen mình là trung tâm vũ trụ rồi, yêu em rồi mới đầu cưng chiều em lắm, xong đi ra ngoài với bạn bè nghe bạn bè suối là trời ơi, mày mới quen nó mà mày thương nó cỡ này, sau này cưới xong nó leo lên đầu mày á, đi nhậu dễ vậy, xong đi nhậu xỉn với bạn bè lên để lấy tinh thần, về phòng trọ quậy em, quậy mấy chị phòng trọ nữa, hầm hố đập tường này nọ, cô tưởng tôi sợ cô hả, này nọ thế này thế kia. Em nghĩ ủa mới yêu nhau thôi, vậy là mình cũng không ép ảnh yêu mình mà ảnh cư xử như là không được rồi. Thế là ảnh đang lỉa anh say, ảnh nói con nào em tát con đó, nói con này em tát con đó, em tát lại. Anh đang xỉn như là anh tỉnh luôn. Anh tỉnh xong anh nhận ra là sai quá sai. Xong cuối cùng ân hận quỳ gối xin lỗi hứa hẹn quá trời luôn, kiểu gì đó. Gì đó hả? Hai em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 2 tháng, gần 2 tháng đó. Bây giờ là các em là có mấy bé rồi? Trời ơi, vậy là một bé. Quen nhau dạ, lâu có một bé ạ. 5 năm quen nhau. Rồi 3 năm lấy nhau. Nhưng mà là hai em có giữ tinh khôi cho đến ngày cưới không? Dạ có. Hả Phúc? Dạ có chứ. Như giữ vậy tới ngày chắc... cuối luôn á hả? Giữ đến mình, lúc mình. Mà mấy mẹ coi như là gia đình đồng ý rồi thì trên danh nghĩa giấy tờ đã là vợ chồng rồi á. Dạ. Tại vì em nhát mấy chuyện đó lắm, thậm chí nắm tay hay là hôn, nụ hôn đầu đời của em cũng một năm mấy lần, hai năm mới có. Mà thật ra cũng là anh cưỡng ép luôn chứ em cũng sợ, em cũng không dám. Nhát là nhát là sao? Không, giờ em thời là kiểu là cái thời điểm đó là 20 tuổi đầu mà chưa biết gì về sex. Trong lúc đó thì em là lớn rồi mà em là con trai nữa. Thì cái chuyện mà trong cái điện thoại có phim sex thì là cái chuyện mà điều bình thường. Em thấy ghê tởm anh luôn. Em vô tình em phát hiện trong máy của anh có cái tên phim đó. Em sốc quá luôn, em mất hồn, em đạp về phòng trọ, em kể với mấy chị trong phòng trọ của em mà trời ơi, thấy trong điện thoại anh có cái đó, nó ghê quá đi. Xong em bị phòng trọ của em nói một tăng luôn, ủa chị này chị nhiêu tuổi rồi? Mấy bé học trong phòng trọ em là khoa tâm lý rồi nhiều lắm nói. Xong thế là em tự chuốc quê luôn, tối đó em lén một mình em bật laptop lên, em tìm hiểu theo lời mà mấy em chỉ. Em tìm hiểu sẽ trúng cái trang mà nó bị virus, nó đưa ngay cái chỗ mà nó không nên đưa. Đưa cái máy tính, thế là em phải khều cái chị học công nghệ thông tin trong phòng em dạy, chị ơi chị sửa máy giùm em đi, máy em hư rồi. Chị mắt nhắm mắt mở, chị nhìn vô màn hình, chị thấy trời ơi chị cười mà em nhục luôn. Còn bây giờ còn nhát nữa. Giờ thì không còn nhát nữa, nhưng mà giờ em muốn đòi cũng khó. Sao vậy? Tại lúc nào là liên tục mệt chăm con rồi công việc này việc kia, tại vợ em chăm con nó hơi kỹ quá. Bao nhiêu trung bình tháng là số mấy? Anh đừng dùng tháng là chưa đủ, tháng yếu tố tháng này chưa đủ. cái gì tính là... tỷ lệ năm hả chứ không phải tháng nữa hả? Tính năm số mấy? 3 năm rồi thì khoảng cỡ 2 lần á. Cái gì 3 năm hả? Sao mày không té ghế đi? 3 năm 2 lần kìa. Sao 3 năm 2 lần là sao? À tính là 3 năm đổ lại đây nè. Ừ. Tức là lúc mà trước khi có con á là cũng tích cực lắm, tại vì muốn có con. Khi có con được rồi là bắt đầu em ngồi em ra giữ em bé của em thôi. Mà hiện tại là vợ chồng em chưa có nhà. Là hiện tại vẫn ở thuê thôi, mà cái phòng trọ thì nó là hơi nhỏ, cả ba người cùng ngủ. Con em ảnh là hơi nhạy tai, cái cục cửa thế là nó chở mình, cục cửa tới chở mình. Có nhiều lúc phải chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị 5 trận rồi chứ. Cái này vô ngay, nó nhìn qua nó đang quay nó nhìn. Rồi thôi xong, hai vợ chồng đang nhảy vào ngủ luôn. Bây giờ chị hỏi em nè, em tồn tại, em sinh tồn làm sao trong 3 năm đó em nói em. Có thấy em thiệt thòi quá Phú ơi. Dạ, mới đầu thì cũng hơi khó thiệt, đúng là nó hơi khó tìm giải quyết. Em tìm đến công việc rồi, em là làm ngập đầu trong công việc đó, qua chuyện đó, giờ là nhu cầu không cần nhiều.
Chết rồi, có khi không nào mà đâu. Một ngày nào đó chị gặp em, chị thấy em ngồi dưới gốc cây bồ đề á. Cái đầu bây giờ cũng gần hết tóc rồi đó. Có bây giờ em nghĩ trong đầu em là ủa rồi mình như vậy, rồi ông xã mình sẽ phải làm sao? Em có hiểu được, ví dụ như ông xã em là cao to nè, rồi ông phải có nhu cầu chứ. Rồi những lúc có bây giờ em nghĩ là như vậy thì chồng mình sẽ đi đâu làm gì? Dạ ảnh đi đâu làm gì em biết hết. Ngày đó chồng em có công việc gì hay là muốn làm gì thôi, em nhìn vô mắt là em đã biết rồi. Không còn chồng em nói nên chồng em không có dám giấu em cái gì hết trơn. Có nghĩa là chồng em không được quyền đi ăn phở luôn. Dạ. Rồi nó làm gì nó sống ta. Ôi trời. Em nghĩ là tới khi con em nó lớn hơn chút sẽ đỡ hơn. Nói chung em bị lậm con em quá hay sao á, dẫn tới vậy. Đó là một số những cái lý do thôi. Chị, em phải giải tỏa cái này. Em phải nhớ là cái người chồng của em là cái người đi với em suốt cuộc đời này. Thì em phải nghĩ đến cảm xúc và cảm giác của người ta nữa. Và thậm chí là nếu như nha, nếu như ảnh không được thường xuyên trong những cái chuyện như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái điều này nó sẽ rất nguy hiểm cho cái hạnh phúc gia đình sau này. Có thể là vì anh chưa gặp một người nào đó, nhưng mà nếu như em tiếp tục mà không như vậy với ảnh, mà anh lỡ anh gặp một cái người nào đó mà anh cảm thấy là anh hợp là xong đó, là coi như khỏi cảnh luôn á. Đó rất là nguy hiểm không? Cái Thảo hiểu chị không Thảo? Cái cặp này chắc thứ bỏ cái vụ mà khơi tật xấu đi. Mà bây giờ là cái mong muốn thay đổi của em á, em mong vợ thay đổi đi. Thực ra thì trước nay em có suy nghĩ nhiều về việc vợ em thay đổi. Nhiều lúc mà cãi lộn hai vợ chồng cãi nhau á cũng vì cái việc đó. Vợ em tính hay ràm lắm, ràm kinh khủng luôn á. Càm ràm á. Càm ràm á. À có nghĩa là tật xấu của ấy là càm ràm. Mày có mong muốn của ấy thay đổi càm ràm không? Trước đây thì có, nhưng mà sau này nghĩ lại rồi mọi thứ mà em có được như bây giờ cũng nhờ cô ấy ngày nào cũng ràm. Nếu mà thật ra nếu mà cô ấy ngày nào cũng không ràm thì em vẫn là con người ngày xưa thôi. Không có thay đổi như bây giờ. Đến một lúc mình như bây giờ thì em lại không muốn cô ấy thay đổi gì nhiều nữa. Cứ vậy đúng là không? Con rồi em... bây giờ tới Thảo nè. Dạ, ít ở dơ hơn chút, đỡ vô tâm hơn chút. Có nghĩa là ở dơ và vô tâm mà nè, đó dạ. Thật xấu đó. Với lại cái gọi là trưởng thành và có trách nhiệm hơn một tí. Có nghĩa là thật ra nói thì tệ thì cũng không quá tệ. Tại tới thời điểm này em thấy anh thay đổi nhiều lắm rồi, biết phụ em nhiều rồi. Nhưng mà làm gì cũng phải có tâm một tí. Em cảm giác như làm việc gì mà mình không thích là kiểu làm nửa vừa, làm kiểu đối phó. Hay là ích kỷ cảm xúc bản thân chẳng hạn. Ví dụ như là vợ chồng cãi nhau, giận em là chuyện giận, nhưng mà đối với con cái nhiều khi vì giận em mà em đang ẵm con hay con đang chơi với em, ảnh cũng thờ ơ với con luôn. Giận mình mà thờ ơ với con, cái đó là cái mà hơi bị đau đớn đó nha. Cái đó là nói thiệt luôn. Chẳng hạn có như ông chồng ông giận vợ thiệt, nhưng mà với con là ông nhưng mà bây giờ vợ em đã có cái suy nghĩ là trong khi vợ em bế con em mà vì em giận vợ em mà không thèm đụng tới con mà lạnh nhạt với con luôn, là cái đó là tủi thân dữ lắm á. Em hiểu không? Về những cái đó là ảnh hưởng tới tâm lý nữa. Hy vọng là các em sẽ có sự thay đổi ha. Và lúc nào cũng hiểu nhau và mãi mãi hạnh phúc nghe. Cảm ơn. Nó kêu là mình để hai tay túi khoác thành nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa cho con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói mày làm gì sao tao chịu nổi. Hôm nay con dựa vậy là sao tao chịu nổi. Mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, mình đi ngang mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Mời. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau, thanh mai trúc mã với nhau nè, đúng không? Dạ chung lớp luôn à. Học chung trường đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang, rồi con lên Sài Gòn con học đại học thì mới gặp bạn này, thì chơi chung nhóm cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là
không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có sang. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm thà lắm thầm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nè, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc đi bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ, ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi, nói đứa đẹp mà không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á, hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á, là bạn tập trung rất là cao độ. Và cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ, ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh đúng không? Hình thức. Dạ, dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè? Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại vì thời điểm đó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối. Xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết. Tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học. Ngày nào cũng đưa con đi học hết. Mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá. Con mới nói là ê cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác này nè cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ. Nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được. Mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó, tao thích mày. Mày còn dựa vậy là không sao tao chịu nổi. Đúng rồi. Nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Bạn thấy cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại dạng như Và lúc đó là con im lặng luôn, con im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Rồi lúc đó hoài sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Là mình không biết nói gì với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im luôn. Được thôi, tôi sẽ không quen nhau được. Dạ, xong rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ. Hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với. Xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là có nên quen hay không quen vậy đó, ngồi phân tích cho mình nghe. Tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn xe qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ông tự gái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Giả dụ như hai bên quen nhau đi. Vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bên chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dẫn trong đầu em nói gì chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày. Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau, cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn. Con thấy tội nghiệp quá. Con mới lại con cũng hỏi thăm. Con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận. Con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi.
tự ái một người đàn ông tự ái mà khi mà dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè, vẫn còn nhớ hoài ghi cái câu mà dạ. Hiểu không đó dạ. sao nữa xong rồi á ha. Bạn á, thì lúc mà lên tour đi á, thì không đi chung với lớp mình đâu, đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xinh không? Dạ cũng dễ thương, mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi tới Châu Đốc, cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Cái con không có đi vô trong muối miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, dạ. Vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn, tại vì đó thì tín hiệu tốt đó. Rồi nhưng mà sau đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021 là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hai hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Dạ. Ê, nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Rồi. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Vậy là kêu mày tao. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC couple. Là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó kỳ mập. Lắm á. Chó mập không phải là chửi là thằng mập. Đó, nhưng mà đó là một cái loài, tức là một cái loài cún mà nó ổn định thì nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái loài nào cũng dễ thương hết nhưng á. Mà cái từ ngữ á kêu là chó mập. Đó, ví dụ thương thì vậy nè, ôi chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê, chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cách xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi tới anh giờ với em luôn. Dạ không, tới giờ thì về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng thì mấy năm xưng rồi lại đó. Là dạ vợ với chồng thôi. Bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ không có gì hết. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những cái gì em không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đi mà lên xe là sực nhớ trời là quên ơi, đồ. Có bao giờ quên bóp không? Bình thường luôn, đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xô luôn. Mà mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Còn nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không cảm giác luôn. Dạ không đớp. Dạ không để đớp mà kiếm quá trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á. Thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên đi tới giữa đường, còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại không có điện thoại lại không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được thì lúc đó là trời em rất là tức, tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì dạ. Như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống như con trước luôn. Đó quên con luôn. Quên con luôn. Con hả? Cô dẫn về nhà ăn cơm. Cô dẫn về nhà ăn cơm. Quên 2 tiếng. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn. Rất là quan tâm vợ nha. Có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á. Rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra anh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, ta yếu xìu lau không sạch dữ chân không lau, đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau mà nói chuyện gì không đó. Vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết rồi quen luôn.
Nếu mà quen luôn cũng không. Anh thay đổi dạ. Là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cho mất hồn á. Em ơi, dạ, em ơi, đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào bà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy okay. Thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình đúng cũng rồi. Thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là con là người đi làm mà. Có hai lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc. Xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu. Thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài ổng tặng con cái bó hoa. Là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm là thôi. Chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó là còn là người yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là con để quên bên Hàn Quốc. Không mang cái bó hoa. Trong năm nay có làm điều gì bất ngờ, làm gì bất ngờ chưa? À, điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa đúng không? Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À, lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. À, chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Đó, hobby cái bông hồng và một cây bông hồng cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa nhưng mà mỗi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen. Yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là tự chế tạo đó. Dạ. Rồi thôi em thể hiện. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không giống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ông đi ôm vợ cái đi nào. Rồi. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật. Thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Ồ, đúng lúc say hỏi.
Dạ hai gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên là cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai đứa. Chào hai đứa cứ ngồi nghe. Em là em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca sĩ đó. Rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ. Còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ đầu tiên thì cho phép Cheki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Cheki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. À vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ôi, hiểu biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ chắc là con xin phép được hát một cái điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giấc xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như view là á. Cả trăm triệu view. Dạ. Đúng không? Trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Ngược thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai top riêng. Thì là cái top này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Kỳ cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế, con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông BD? Trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện, ăn uống với nhau, có uống vài chén thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả. Bởi vì là bạn nói rất là chậm, đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy cũng mỗi mình con hiểu thôi. Vậy nên là xong rồi, tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy thì bọn con cũng bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi,
Nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm. Ở nhà kiểu hay thơ thẩn, hay ngủ đêm thức ấy ạ. Để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết. Mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương đấy, cho cái hoàn cảnh bộ của kiểu, Ki. Kiểu ý là thấy bạn thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có, có. Là đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới, mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không, không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao em? 5-6 tháng rồi. Dài hả nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi thì là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa con có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng. Thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy, thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên thôi. Phải lên để nó tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó là sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết. Chỉ có mình con và bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơ lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sao ấy con luôn mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ. Thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi. Vâng ạ. Con có một em ôi, bé rồi. Mới đây thôi à. Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Nhiều. Nào kể trước đây. Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai. Bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là Ki sẽ lên đường luôn.
đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho nên là chồng con luôn luôn là rất là kỹ lưỡng. Thôi cái đó cho phép, cái đó. Nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị, mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là mề đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Rồi ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thì ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ấy ạ. Hơi cáu gắt ấy ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức. Sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau. Vâng. Thế con ơi, vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn khi thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy. Cho nên là con với Kỳ thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Kỳ này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương. Cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á, thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy. Nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đôi khi là nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần càu nhàu như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc, mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy để giải quyết ngay lúc đấy, thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt càu nhàu đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang trong tự dưng cầu nhau nó phải có lửa mới có khói. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng cầu nhau. Con có nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con cầu nhau thôi. Mắt nói phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. Cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cầu nhàu hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á, là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42-43 cân. Thôi cố gắng lấy lại.
lấy lại phong độ khoảng 45, 46. Đúng rồi, chị là đẹp 45 nhất. Thôi, 45 thôi. Tức là nếu như mà người quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Ừ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá. Con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia, con bị tủi thân ấy. Con khóc luôn. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Khi và Mai Anh đã đến với chương trình. Dạ vâng ạ. Mà đi tới thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em cũng biết. Làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Phước Thuận đó. Cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. Còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Em trẻ luôn mà. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi anh ạ? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời ơi. Sao trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ măng. Mà gọi là bún mà sữa đúng không ạ? Nghe. Câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được cùng một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em cũng biết. Làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về ổng lại lợi ngồi tiếp nữa mà vẫn nói. Nói từ thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, sao lại nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Dạ mê chứ. Mê mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn này. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình cái kia để mà chuyển qua mối tình này. Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy à, cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin.
mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải, cứ nhắn tới là em hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái, thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể như em đang mê trai. Ủa sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình? Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói, em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ, hơi bị quê nữa. Nhưng tại mà vì tự biết, dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao không, lúc đó là đang là em gái của em. Em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó là, đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á, là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò, nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghiền tới nỗi mà giếng từng đồng xu chỉ để đúng uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? Tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Chỉ cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Thôi, hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối vậy bộ à. Sau đó tình yêu của các em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em. Nói chung là không chịu em luôn á. Lý do? Tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á, là muốn cho Dung đi nước ngoài. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều. Hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền. Cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai, mày quen ai, thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á, mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết. Cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này
thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á, thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên, cái người hạnh phúc, sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dục Vân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn, thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như giống như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Sau chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay, như là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được một chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Đó chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đây. Đã thứ nhất nè, để nó kể cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Cái em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè tật đổ thừa đó. Đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết. Bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt? Mình đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong ok, mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe à, em nói thẳng với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên, không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình tự nhiên ngồi cái sực nhớ, giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại đâu phải lặng đâu, hết ba đến năm giây anh số điện thoại em nhiêu vậy. em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới nói đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho cái nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười xong lát hồi ra khét, bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này, em có điều gì muốn nói với Dung hay không?
Hai đứa tự nói nhau đi. Nói đi, tôi mặt đối mặt đi, tôi không thấy gì hết. Thật sự là mà nói thì 13 năm hai vợ chồng quen nhau, tới ngày hôm nay thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều, và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cái cảm ơn hai đứa nha.